dự án Phố Bên Đồi 2019 Into A Feel, đó là vào miền nghệ thuật. Thì trước cái dự án là bên Phố Bên Đồi có tổ chức một cuộc thi trong và ngoài nước, tức là những cái bức tranh mà được phóng tác lên trên tường thì có sự đóng góp của các nghệ sĩ trong và ngoài nước, luôn cả người nước ngoài lẫn người Việt. Thì sau khi mà tạo ra một cái cuộc thi nói về vẻ đẹp Đà Lạt như vậy thì ban tổ chức mới chọn ra những cái bức tranh để phóng tác lên tường. Và cái điều đặc biệt đó là chọn ngay cả cái con giáp nguyện biểu tại Đà Lạt để mà phóng tác. Dự án Phố Bên Đồi cũng mong muốn là đem những cái màu sắc tươi mới và cái con giáp yên bình thanh lịch như vậy. Khi mà làm lại như vậy đó thì cái đường phố thầy thấy nó đẹp ha, nó sẽ sinh động hơn đó. Rồi các nơi đó họ cũng biết rồi, họ cũng về đây rồi chụp ảnh rồi thấy cũng rộn ràng, thấy cũng vui. Đường xá rồi nó đẹp lên, nó đẹp hẳn lên rồi, nó vui vẻ thì thấy nó cũng cái ai cũng mừng cũng vui hết đó con. Nếu mà có điều kiện mà có khả năng thì làm thành phố Đà Lạt thì trở thành cái thành phố đã hoa rồi còn hoa nữa. Sống ảo như tụi nó hay nói chứ, sáng là cái cô mở cửa ngồi đây mà chứ cô có đi đâu đâu. Nhưng sáng này cô rủ mấy đứa leo lên đây con, lên đây cô chỉ chụp này, đứng đây nhìn xuống kia này, chụp này đẹp lắm đó con. Cái lúc đầu thì nó cũng ngại vì nó thấy cô mở cửa bán mà nó không mua, nhưng nó chỉ chụp hình, cô mời nó lên rồi con đứng góc này nè con chụp nè. Cái nó hỏi chứ cô làm chụp ảnh hả, tôi nói không, nhưng cô biết có góc nhìn đẹp cứ chụp đi. Rồi tôi nói đứa nào sống ảo nữa lên đây. Thì mới biết được ở đây có một cái làng với vải tranh rất là sinh động. Thì cái lúc mà giai đoạn đầu mà em đi thì cũng hơi khó, tại vì địa chỉ thì chỉ là đường Trương Công Định, địa chỉ thì chỉ Nguyễn Biểu. Thì vợ em cũng may mắn là vẫn tìm được địa điểm để đi tham quan. Thì khi mà tới thì thấy rất là ở đây này vẽ rất là sinh động, đủ màu sắc luôn mà. Bước vào nhìn thấy nó vẽ là trên giấy là hoa, chủ yếu là hoa. Còn một khu thì nó sinh động hơn, là nó vẽ thêm các em bé hoạt hình màu sắc hơn một tí. Thì cảm thấy là đây là một địa điểm để chụp hình rất là thú vị cho các bạn ghé thăm Đà Lạt. Đây là địa điểm check-in mới của năm nay. Mong rằng ở đây sẽ thu hút được nhiều bạn trẻ mê chụp hình tới để check-in, vì ở đây có rất là nhiều góc để chụp.